Chào mừng quý vị đã đến với bản tin nhanh của CryptoLeadVN. Đây là CryptoLeadVN và bạn đang nghe đọc báo cùng CryptoLead mỗi ngày. Sự thật được phơi bày. Chủ mưu thực sự đằng sau sự sụp đổ của Terra lộ diện. Hơn một tháng sau khi mã thông báo hệ sinh thái Terra, UST và Luna sụp đổ, những tiết lộ mới liên tục xuất hiện, giải mã nguyên nhân thực sự của sự cố kinh hoàng mà Terra đã tạo ra trong không gian tiền số. Trái ngược với các báo cáo cho rằng sự sụp đổ của Terra là do kết quả của cuộc tấn công bên ngoài, một cuộc điều tra mới nhất từ Uppsala Security và Coindesk Courier cho thấy những kẻ tấn công Terra không phải là những con cá voi ở phố queo được đồn đại, mà chính là các ví và hành vi nội bộ do Terraform Labs quản lý. Sau khi Terra USD mất giá so với đồng đô la và sự sụp đổ sau đó của Luna và các loại tiền kỹ thuật số khác trong hệ sinh thái Terra, Uppsala Security và Coindesk đã mở ra một cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Terra. Đến hôm qua, mọi thứ dường như đã được phơi bày khi Coindesk Courier truy vấn ra tất cả hành tung và chủ nhân đằng sau của ví được tạo vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, cùng ngày mà UST mất chốt với đồng đô la. Theo báo cáo, vài phút sau khi Du Kê Quang, giám đốc điều hành của Terra, rút 150 triệu USD từ sàn giao dịch phi tập trung Curve Finance của dự án vào ngày 7 tháng 5, ví đã đổi 85 triệu USD lấy USD Coin. Sau đó, các nhà khai thác ví đã tiến hành gửi USDC để hoán đổi vào sàn giao dịch Coinbase có trụ sở tại San Francisco và cũng gửi một lượng lớn UST vào các nền tảng giao dịch khác trên toàn cầu. Một động thái đẩy nhanh quá trình gỡ chốt của đồng ổn định thuật toán Terra. Sự thật được phơi bày, tội đồ thực sự lộ diện. Trong một nỗ lực để khám phá cách chiếc ví đã phát động cuộc tấn công vào mã thông báo Terra, Uppsala Security và Coindesk Courier đã phát hiện ra rằng ví được tài trợ bởi một ví khác có tên là Qualet A, được tạo ra trên chuỗi khối Ethereum và được cho là nhóm TFL kiểm soát. Đáng chú ý, nhóm TFL đã trao đổi UST dựa trên chuỗi Terra lấy một phiên bản dựa trên Ethereum bằng cách sử dụng Wormhole là một giao thức cầu nối giữa các blockchain. Coindesk đã báo cáo rằng một cuộc điều tra chuyên sâu về các hoạt động giao dịch của ví thứ hai cho thấy rằng ví đã chuyển một lượng lớn UST đến Binance, đặc biệt là đến các địa chỉ thuộc TFL, bao gồm cả địa chỉ của Luna Foundation Gate. Kết hợp các dữ liệu ở trên được phát hiện thông qua dữ liệu trên chuỗi, ví của người dùng Binance, ví LFG, ví Lunce DAO, ví AT và ví A đã nhận được UST từ ví AT đều dẫn đến để kết luận ra rằng tất cả các ví thuộc sở hữu của cùng một chủ sở hữu hoặc được quản lý bởi một nhóm duy nhất, Coindesk nói thêm. Đây không phải là lần đầu tiên Kê Quang và công ty của anh ấy bị cáo buộc tiến hành các hoạt động kinh doanh bất chính trước khi Terra gặp sự cố. Như đã báo cáo, Kê Quang đã bòn rút hơn 2 tỷ đô la mỗi tháng trước khi Terra sụp đổ. Đầu tuần này, người chuyên bóc trần những sự thật xấu xí của Terra là Fedman đã lưu ý rằng Kê Quang sở hữu một chiếc ví bí mật mà anh ta sử dụng để thao túng các biểu quyết về các đề xuất mới nhằm đảm bảo mọi thứ diễn ra theo ý mình. Trong một nỗ lực để chứng minh thêm rằng chiếc ví đã được Kê Quang sử dụng để bỏ phiếu cho các đề xuất đã chọn, Fedman đã chia sẻ một trong những đề xuất có tên là Con 5 Agora. Trong đó, chiếc ví được sử dụng để bỏ phiếu nhiều lần để đảm bảo đề xuất được thông qua. Tuy nhiên, Du Kê Quang đã nhanh chóng phủ nhận cáo buộc này. Trước đó, Du Kê Quang cũng đã từng lấp liếm cho qua hàng loạt nghi vấn liên quan đến trốn thuế và biển thủ. Đồng thời, sau khi anh và đội ngũ của mình còn tỏ ra cố gắng vực dậy Terra 2.0 từ đống tro tàn bằng nhiều lời cam kết, Fedman nói thêm rằng Kê Quang làm như vậy chỉ nhằm mục đích cố gắng tiếp tục hút máu của cộng đồng và sử dụng mọi người như một công cụ. Phát hiện mới nhất này dường như được xem là kết thúc cho tất cả những lời tuyên bố và lời hứa hoa mỹ của Du Kê Quang cùng với đội ngũ Terraform Labs, cũng như là dấu chấm hết cho niềm tin của cộng đồng dành cho một đồng tiền từng nằm trong top 10 vốn hóa thị trường. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đọc báo cùng CryptoLeadVN, nâng cao kiến thức crypto.